chơi. Thì đội tuyển Olympic Thái Lan cũng đã lọt được vào trận đấu tứ kết trước khi để thua trước Olympic Nhật Bản. Trận bóng sau kết trước khi để thua trước Olympic Nhật Bản. Trận bóng sau đó là giải đấu mà những người Thái được dẫn dắt bởi một cái tên quá nổi tiếng là anh Colin Robson. Thực tế thì hôm nay Thái Lan